Xin kính chào tất cả quý khách hàng nha. Hôm nay là clip để giới thiệu với anh em một số món hàng. Và như thường lệ thì trước khi đi vào nội dung chính thì nói về hình thức và giá của từng sản phẩm. Về hình thức bán hàng thì anh em có xài tài khoản trên điện thoại thì mình chuyển khoản, còn không thì cứ nhận hàng trả tiền bình thường nha mọi người. Còn về giá sản phẩm thì đã bao gồm phí vận chuyển hết. Anh em mua từ sản phẩm thứ hai trở đi thì được giảm 30.000 đồng. Ví dụ món đầu tiên là 200, món thứ hai là 200, hai món cộng lại là 400 thì anh em được giảm 30.000 đồng, là còn 370. Nếu mua 3 món thì 540, nếu 4 món thì 701. Tức là từ món thứ hai trở đi thì anh em được giảm 30.000 đồng. Còn về cách chốt hàng thì anh em liên hệ qua số điện thoại là 0988190303, số này có xài Zalo luôn. Anh em có thể nhắn tin hoặc là gọi điện đều được nha. Nhắn tin, gọi điện đều ok hết. Anh em cứ nhắn tin, mình sẽ trả lời tất cả các tin nhắn của anh em. Rồi anh em lưu ý là không chốt hàng qua phần bình luận phía dưới video nha mọi người. Còn về quỹ lá lành đùm lá rách thì khi nào có phát sinh gì đó thì mình sẽ công bố để anh em nắm. Còn bình thường thì ghi sổ theo dõi thôi. Cái quỹ này hình thành từ cái nguồn là mỗi đơn hàng mình trích ra 5.000 đồng từ tiền lời của mình đó để bỏ vào quỹ. Và anh em có lòng hảo tâm thì mình có thể đóng góp thêm. Ví dụ khi mình mua hàng á, mình đóng góp 5.000, 10.000 gì đó thì có thể đóng góp thêm. Còn về cái hàng hóa thì mình đã mô tả rất là chi tiết, kỹ càng, hàng có như thế nào mình báo y chang như vậy. Anh em cứ xem, nghe, suy nghĩ thật là kỹ trước khi quyết định chốt hàng. Thì anh em sẽ khi mà xem, nghe rồi mình sẽ biết được món hàng đó như thế nào, xuất xứ từ đâu, công dụng ra sao, hàng si hay hàng mới, có phù hợp với nhu cầu sử dụng, sở thích, sưu tầm của mình hay không, phù hợp với túi tiền của mình hay không, rồi hãy liên hệ đặt hàng. Anh em cứ suy nghĩ từ từ rồi hãy liên hệ đặt hàng, đừng có gấp nha mọi người. Đó. Thì chân thành cảm ơn anh em rất là nhiều trong thời gian qua đã yêu quý và ủng hộ kênh, ủng hộ hàng hóa của mình. Hy vọng rằng trong thời gian tới thì anh em tiếp tục ủng hộ để mình có động lực để sưu tầm những món hàng mới, ngon bổ rẻ phục vụ cho anh em nha. Và anh em xem video thì nhớ like và chia sẻ để kênh của mình ngày càng phát triển. Thì chân thành cảm ơn anh em rất là nhiều. Còn bây giờ thì không làm mất nhiều thời gian của anh em nữa, mình vào nội dung chi tiết của từng món luôn nha mọi người. Rồi bắt đầu là những cái mã quần jean nha mọi người. Còn cái mã nào mình sẽ like mã đó cho anh em. Mã số 1 giá 200.000 đồng đó. Đầu like nhẹ nhàng nha mọi người. Mã số 1 giá 200. Quần jean này là tất cả là hàng si, hàng đã qua sử dụng hết. Anh em lưu ý nha, hàng đã qua sử dụng. Thì cái size của nó theo mình đoán là size 26 nè. Lưng của nó là 33, đùi là 23, dài là 94, ống là 19. Còn về cái cách đo thì anh em xem cho kỹ nha. Về cách đo thì lưng này, lưng 33 là từ đây nè, mình đo từ đây qua đây nha mọi người. Lưng 33 à, size nó là size 26 đó. Còn đùi thì mình đo phía dưới đáy nè, từ đây qua đây. Còn ống, ống thì đo từ đây qua bên này. Chiều dài thì đo từ trên xuống tới ở dưới. Cách đo cái quần là như thế nha. Quần thì còn cơ bản cũng khá là đẹp, hàng đã qua sử dụng mà còn như thế này thì cũng khá là ok nha mọi người. Chứ mà quần còn đẹp nhiều thì người ta bán 600-700 ngàn cái lận. Quần này cơ bản ổn, quần này quần ống bát. Phía giữa nó hơi nhỏ nhỏ nè, còn phía dưới thì nó hơi to to một chút. Anh em xem lại lần nữa nha. Cái thông số nè, size 26, lưng 33, đùi 23, dài 94, ống 19. Anh em mua hàng là nhớ đo nha, đo cái quần của mình xem coi vừa hay không mình hãy mua. Còn cái size này là chỉ đoán thôi chứ nó không thể nào chính xác 100% được. Đây nó để cái quần để fan San Francisco gì đó, là nó sử dụng ở thị trường nước Mỹ mọi người. Quần có đồ giãn nhẹ nha, có đồ giãn, hiệu nó nằm đây đó. Anh em dành cho anh em siêu mỏng nè, quần có đồ giãn nhẹ, cơ bản là còn khá là đẹp luôn. Cơ bản là ổn nha. Quần hàng đã qua sử dụng thì nó tầm tầm vậy mọi người. Với cái giá này là quá rẻ. Đầu lai bán giá nhẹ nhàng nha mọi người, 200 bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Chứ bình thường thì có thể là bán tới giá 230.000 nha. Rồi qua mã nha mọi người. Mã số 1 giá 200 bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Tiếp theo là mã số 2. Mã số 2 này giá 220.000 bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Mã số 2 giá 220 nha, bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Anh em nhìn kỹ và nhớ đo nha, chứ đừng có nhìn thấy mà mua nha mọi người. Nhớ đo cái quần mình mặc coi có vừa hay không nha. Size 28, lưng 36, đùi 27, dài 98, ống 18. Đó, quần này thì nguyên miếng da chà bá lửa đây nè, rồi cái hiệu nó dập vô miếng da này luôn. Hiệu dập vô miếng da giống như là dây nịt với lại túi xách vậy đó. Đây, thương hiệu nó trên này nữa, quần còn cũng khá là ok.
mấy cái quần này thì nó chưa có giặt gì hết nha mọi người, ví dụ nó có dính dơ chỗ nào thì về anh em giặt lại nha. Đó, khá là đẹp. Hai mã đầu tiên thì nhẹ nhẹ nha mọi người. Nè, như chỗ này nè, nó dính dơ chút xíu nè, về anh em giặt lại nha. Mấy quần này thì nó chưa có giặt. Hiệu nè. Đó. Ở chỗ này nó có đính mấy cái viên này chắc bằng đồng quá, màu nó cũng khá là đẹp. Hồng hết 500. Phía sau đây nó có mấy cái logo có hình nè, đẹp nha mọi người. Ống phía dưới nè. Cái quần này còn cơ bản là đẹp lắm á. Đẹp lắm mọi người, anh em nhìn ở dưới này anh em cũng biết rồi. Rồi giá của nó là 220.000, mã số 2 nha mọi người. Mã số 2 giá 220.000 bao phí vận chuyển cho anh em luôn nha. Tiếp theo là mã số 3 thì có giá là 240.000 bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Anh em mua hàng nhớ đo nha, nhớ đo cái quần của mình rồi mình hãy mua nha mọi người. Chứ thì em thôi anh em mua vội quá rồi mua về mình mặc không vừa nha. Size 31 nè, lưng 39. Đó, nhớ nhìn kỹ rồi mình đo nha, đùi 27, dài 99, ống 18. Ống 18 nha mọi người. Còn về cái cách đo thì lúc nãy mình có nói rồi đó, bây giờ nói lại nha. Lưng thì đo từ đây qua đây, còn đùi thì đo phía dưới cái đáy. Ống thì đo từ đây qua đây quá dễ rồi, còn chiều dài thì từ trên xuống dưới. Quần này có độ giãn nhẹ, quần còn khá là đẹp luôn. Đó, hiệu thì nằm ở đây nha mọi người. Người ta bán hàng mà mình thấy mà quần jean á mà nó hơi đẹp đẹp chút, nó bán 600-700 ngàn cái không, còn quần mình nó hơi xấu hơn người ta tí, nhưng mà độ mới thì nó còn cũng chấp nhận được, mình mua hàng đã qua sử dụng mà, giày là ngon rồi mọi người. Để cho giá nó rẻ chút, ở đây thì để chữ New York jean nè. Nói chung là hàng này là nó chắc nó sử dụng ở thị trường Mỹ không mọi người. Ống rồi cũng còn khá là đẹp nha. Rồi ở đây là nó thường thường ở bên kia nó cũng có nước ngoài á, nó cũng có là sưu tập hàng rồi về nó đánh giá, nó phân loại gì á. Để chỗ này là chữ good view nè. Trong tem nè, còn cũng cơ bản là ổn hết nha. New York jean made in Jordan, sản xuất tại Jordan. Rồi qua mã nha mọi người. Mã số 3 là có giá 240 bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Tiếp theo mã số 4 cũng giá 240 luôn nha. Mã số 4 giá 240.000 bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Anh em mua nhớ đo nha, nhắc đi nhắc lại hoài mà lâu lâu cũng có một anh em vội vàng. Size 32 nè, lưng 41 nè, đùi 26, dài 93, ống 14. Dài 93, ống 14. Đây, cái quần nè mọi người. Nó đánh giá gì mà nó để tùm lum hết á. Cái quần này để Âu Navy, hiệu Âu Navy, quần này hiệu còn khá là, nói chung là cái quần này nó còn khá là đẹp, khá là mới luôn. Anh em nhìn ở dưới này nè, độ mới còn cao mọi người, có độ giãn luôn. Quan trọng là mình vừa cái size với mình vừa cái chiều dài là mặc ngon lành. Mấy chữ này còn cũng đẹp nữa. Nói chung cái quần này độ mới khá là cao nha. Độ giãn, có độ giãn luôn. À, độ mới cao đẹp. Nhưng mà do chiều dài nó ngắn quá mọi người, chiều dài ngắn. Chiều dài nó chỉ có 93 thôi, cho nên là giá nhẹ nhàng. Với lại ống 14 nè, dành cho những anh em thích ống mà nó gọn đó. Về em khỏi cần vét lại. Cái quần này cơ bản là ngon lành, ổn rồi. Rồi qua mã nha. Tiếp theo tới mã số 5. Mã số 5 giá 240 luôn, bao phí vận chuyển cho anh em luôn nha. 240 luôn, bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Mã số 4 hồi nãy là anh em nào vừa với lại thích ống nhỏ là mình mặc ngon lành lắm mọi người. Cái này cũng vậy, cái này cũng còn khá là đẹp luôn nè. Hiệu nó đây. Quần qua sử dụng này anh em mặc nó ngon hơn quần mình mua chợ nhiều lắm. Mua chợ về nó mau xuống màu lắm mọi người. Có độ giãn nha. Màu đều đẹp. Mặc phía sau đây. Rồi cái size nha. Size 31 nè. Lưng 40, đùi 26,
dài 101, ống 13,5. Cái này cũng ống nhỏ nha. Dài 101, ống 13,5. Ví dụ anh em nào mà nó dài quá thì về mình lên lai. Lên lai thì mình cắt, nó có thể nó ở trên nó sẽ rộng hơn tí. Phần cơ bản còn ổn đẹp hết nha mọi người. Đây. Rồi, qua mãi nha. Mấy quần qua sử dụng mà vậy là quá ngon. Và giá này là quá siêu hợp lý luôn. Rồi, tiếp theo là tới mã số 6. Mã số 6 này một cặp nha mọi người, giá 420.000. Nãy giờ cái không, còn đây một cặp nha, giá 420, bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Nó gồm có hai cái thứ nhất nè. Size 32, lưng 41, đùi 27, dài 97, ống 15,5. Cái thứ hai, đọc luôn đi. Size 32, lưng 41, đùi 26, dài 97, ống 17. Cái này thì ống nó hơi to hơn cái này chút xíu. Ống hơi to này hơn chút xíu nha. Đó, hai cái quần cái nào cũng còn đẹp hết mọi người. Mà bán một cặp thì nó rẻ, cho nó rẻ. À, cái quần này anh em nhìn nè, nó còn đều đẹp luôn không? Quần này anh em không mua thì rất là uổng. Nếu anh em mặc vừa là mua là mặc đẹp luôn. À, không mua thì rất là uổng nha. Đây nó may chỉ rồi cũng rất là sắc sảo luôn. Đúng, mấy quần mình bán là rất rẻ luôn, là 10,79 đô. Quần này thì có độ giãn. Âu Navy nè. À, quần này còn khá là ok luôn mọi người, đẹp lắm. Rồi tiếp theo là cái thứ hai nha. Anh em mua nhớ đo. Cái này nó cũng đẹp nữa. Còn hình thức còn khá là đẹp luôn. Đó, ống nè, anh em xem nè. Còn cơ bản là ổn. Màu này mặc lên cũng đẹp luôn nữa mọi người. Màu mặc lên đẹp lắm. Quần này của hiệu Levi mọi người. Miếng da nó may vô chỗ này. Hiệu nè, Levi nè. Quần này thì có độ giãn nhẹ. Rồi qua mã nha. Tiếp theo là mã số 7. Mã số 7 giá 200.000, bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Có giá là 200 nha, bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Cái này mình bán 200 là do cái quần này nó chiều dài nó chỉ có 91 thôi nè. Đó, chứ bình thường thì không có giá này nha mọi người. Tại dài nó mấy chiều dài này thì nó anh em mà chiều cao khiêm tốn á, mặc nó mới vừa. Có độ giãn nhẹ nha, chứ quần này còn cơ bản cũng khá là ổn luôn, đẹp lắm. Màu rồi nó còn đều luôn mọi người. Đó, cái quần này anh em nhìn nè, 12 đô luôn nè mọi người. 12,99 là 13 đô luôn. À, bên nước ngoài nó bán. Quần còn đẹp lắm. Âu Navy, mấy quần Âu Navy này còn đẹp đẹp không mọi người. Có độ giãn luôn. Màu đều đẹp luôn. Rồi qua mãi nha. Anh em nhớ nhìn kỹ cái số đo hồi nãy mình chưa đọc. Nè, size 33 nè. Lưng 40 nè, dài 41 nè, đùi 28, ống 16. Đó, anh em nhớ nhìn kỹ số này rồi anh em đo anh em mua nha. Rồi tiếp theo là mã số 8 nha mọi người, mã số 8 một cái nha, giá 350, bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Cái này nó còn siêu đẹp luôn mọi người, còn rất là đẹp luôn. Hiệu nó đây, hiệu con vịt nha mọi người. Nè. Hiệu con vịt. Nó còn cái cộng dây giải này không biết để làm gì nè, cộng dây giải này nó trùng màu với cái hiệu của nó luôn nè. À, nó cột vô đây luôn, quần còn đẹp lắm. Không biết nó xài chưa chứ mà còn đẹp lắm. Tại vì hàng đã qua sử dụng thì mình không thể nào khẳng định 100% là xài hay chưa. Nhưng mà cơ bản là cái quần này nó còn đẹp nha mọi người. Đẹp lắm. Rồi để mình đọc cái thông số cho anh em xem nha. Size 35 nè, lưng 45, đùi 31, dài 106, ống 19. Dài 106, ống 19. Anh em nhìn kỹ cái số đo nha mọi người. Rồi mình đo xem mình mặc có vừa hay không nha. Chết quần này đã lắm mọi người. Đó. Quần hiệu con vịt thì nó có độ giãn. Quần này có độ giãn nhẹ mọi người. Màu này cũng đẹp đó. Đã lắm. Quần còn cực kỳ đẹp luôn. Rồi giá của nó là 350.000 nha mọi người, bao phí vận chuyển nha anh em luôn.
bao phí vận chuyển cho anh em luôn nha, 350. Tiếp theo là mã số 9 giá cũng 350 luôn, bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Cái quần này cũng vậy, còn rất là đẹp luôn nè, 350 luôn nha mọi người. Cái mã số 8 với mã số 9 này rất là đẹp luôn, anh em có thể quất hai cái luôn được. Size 35 lưng 44 nha mọi người, size 35 lưng 44 đùi 28, dài 99 ống 15, dài 99 ống 15. Cái này thì cái ống nó hơi nhỏ, cái kia thì ống nó hơi to, khi ống tới 19 là không, hai cái này chơi không được, hai cái này phải hai người mua mới được. Người thích ống nhỏ, người thích ống to. Cái quần này mọi người super kinny nè, Âu Navy ở đây luôn. Rồi cái giá của nó 29,99 là 30 đô mọi người. Cái quần này siêu đẹp luôn, có đồ giãn nha. Cái này có khả năng là hàng sale còn mới luôn mọi người, khả năng là hàng sale còn mới, còn đẹp lắm. Dành cho anh em thích ống nhỏ nha. Và quần này nó mỏng đẹp, mỏng đẹp nha mọi người. Rồi 350 ngàn bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Mã số 9 nè, 350. Quần này mà gơi vô tay những người khác mà người ta chuyên bán quần á, mà cái quần số 8 như 9 á, anh em gới vô từ 600 ngàn một cái, từ 600 ngàn mọi người. Tiếp theo mã số 10 nè, mã số 10 giá 230 ngàn bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Giá 230 ngàn nha, bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Cái quần này nó còn đẹp lắm mọi người, đáng lẽ bán 250 nhưng mà ống nó có dính dơ dơ nè, về mình có thể giặt lại nha. Cái quần này cơ bản là nó còn đẹp lắm, quần chưa có giặt nha. Quần mỏng đẹp mọi người, mỏng đẹp hiệu nè. Made in China, sản xuất tại Trung Quốc. Quần vải mỏng đẹp, rồi màu nó còn đều nữa mọi người, màu còn đều nữa. Đó, ống nó dính dơ á, về anh em giặt lại nha, chưa, cái này chưa có giặt gì hết. Size 36 nè, lưng 46, đùi 31, dài 105, ống 18, dài 105, ống 18, giá 230 ngàn nha. Mấy quần này anh em mua giá 230 ngàn rất là rẻ luôn, bao phí vận chuyển cho anh em luôn nha. Mã số 10 giá 230, bao phí vận chuyển cho anh em luôn, đẹp lắm luôn rồi. Nhưng mà nó dơ vậy đó, về mình nhớ giặt lại nha. Tiếp theo mã số 11, mã số 11 còn hai cái quần to đùng nè, thanh lý cho anh em luôn. Quần này giải nó giống như dạng kaki vậy mọi người, giá của nó là 300 ngàn hai cái nha, mã 11, quần nó to đùng mà. Hình thức thì nó còn cũng cơ bản đẹp. Rồi một cái nè, thanh lý hai cái giá 300 luôn nha mọi người. Size 38 nè, lưng 47 nha mọi người, anh em nhớ đo nha. Đùi 35, ống 24, đùi 35, ống 24, dài 113 nè, dài 113. Nãy để size 36, ở trong để size 36, ở này mình ghi sai lộn, chắc là nó khoảng size 37 thôi mọi người, khoảng size 37, ở trong đây để size 36 đó, thì anh em nhớ nhìn kỹ số đo nha, nè, size 36. Quần ống to đùng luôn, dành cho anh em mà mập á, chứ hiệu đồ nó rất là đã luôn, hiệu nó thiêu ở trên cái quần luôn. Rồi miếng da ở đây nè, là nó cái thương hiệu á, quần còn đẹp, quần đẹp nha. Dành cho anh em mập đùi to. Rồi cái thứ hai, cái nãy lưng 47, cái này lưng 48 nè, nó trên lệch chút xíu. Này cũng khoảng tầm size 37 thôi nha mọi người, để tới size 39, lưng là nó 48 nè. Đặc biệt là anh em xem cái lưng á, đùi 32, ống 22, dài 101, dài 101, vô một cặp nha mọi người. Dành cho anh em đùi to nha. Phát xanh gì đó. Quần còn đẹp lắm,
mà cái miếng da này lâu ngày nó bị hoại á, thì nó hơi tróc tróc rồi. Nhưng mà miếng này thì nó không ảnh hưởng gì tới cái quần chứ. Chứ phía dưới rồi nó còn đẹp lắm mọi người. Quần này còn đẹp. Rồi qua mã nha. Mã này mã số 11 giá 300, bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Tiếp theo mã 12 nha mọi người. Mã 12 là áo gió nha. Áo gió. Mình có thể làm áo khoác cũng được. Mình áo khoác mặt trời nóng này thì nó nực lắm. Áo gió, áo lạnh hoặc là áo khoác đi nắng cũng được. Này, vai 51 nè. Tay của áo là dài 60, chiều dài của áo hai cái thì nó khoảng tầm tương đương thôi nha mọi người, chứ không phải hai cái là nó bằng y chang nhau nha. Chiều dài của áo dài khoảng 70 nè. Mình đoán thì anh em khoảng tầm 70 kg mặc vừa. Giá 220.000 một cặp nha. 220.000 cặp thì anh em mặc 70 kg thì mình mặc rộng thoải mái mọi người. Áo khoác thì rộng thì nó thoải mái hơn. Đó, giá của nó là hai, anh em nhớ đo nha. Vai 51 nè, anh em nhìn kỹ nha, anh em đo rồi anh em phải mua nha. Đó, mình đoán thì khoảng tầm 70 kg mặc vừa. Cái đó là chỉ đoán thôi. Hàng này thì chưa có giặt trong kiện đồ mà anh em người ta ép lại, anh em cũng biết đó, nó ép lại cứng nhắc luôn á, cho nên là nó nhăn. Về mình mặc một hai nước gì đó mình ủi lại là nó thẳng á mọi người. Không có ủi, mặc vài nước lại là nó hết nhăn à. Mình giặt là hết nhăn thun rồi, còn rất là đã luôn. Túi hay túi là nó có dây kéo, rồi thương hiệu thì nó thiêu chỗ này, nó để chữ X0 nè. Rồi ở đây có một túi có dây kéo nữa. Đó, rất nhiều túi để anh em đựng đồ luôn. Bên trong thì không có túi nha. Ở bên trong đây có cái túi luôn nè. Nó làm lưới để cho nó thoáng mát. Đó. Cái ký hiệu này là của thương hiệu lớn nè. Thương hiệu mọi người. Thương hiệu của thường thường là mấy cái đồ thể thao á. Cái này nó để số 100 nè. Đó. Thế mình đoán là khoảng tầm 70 kg. Còn anh em đo cái áo của anh em đang mặc thì coi cái vai nó bao nhiêu. Mỗi người thì nó khác nhau hết nha mọi người. Đoán thì anh em khoảng tầm 70 kg mặc vừa. Rồi một cái thứ hai. Cái thứ hai này cũng nè, cái hiệu nè, chữ A hay chữ A nó đồng với nhau. Áo này thì nó mỏng vừa phải. Mỏng vừa phải chứ nó không có mỏng lắm. Có nghĩa là mình vừa làm cái áo mặc chống lạnh được, mà áo khoác đi nắng cũng được mọi người. Túi thì nó có hai túi ở đây, một cái túi chỗ này. Với lại một cái túi chỗ này. Hình thức thì cơ bản nó còn hai cái áo này còn cơ bản cũng ổn ổn nha mọi người. Còn cũng ổn áp lắm, cũng ngon lắm nha. Cái áo này thì nó không có nhiều túi như cái áo kia. Ở trong đây nó có một cái túi nữa nè. Đó. Trong đây nó có cái túi nè. Hiệu nó nằm đây. Chỗ cái túi này thì chỉ nó hơi bung chút xíu nè. Về anh em lấy chỉ mình nhíp lại nhẹ cái được mọi người. Cái túi này túi nó nằm bên trong thì cũng không ảnh hưởng gì. Cái này lấy chỉ thì khâu lại hai ba cái là xong. Chứ không có nhiều. Nè, ngay đây nè. Hai ba đường là xong rồi. Rồi qua mã nha, hai cái một cặp là chỉ có 220.000 bao phí vận chuyển cho anh em luôn. 220k nha, bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Tiếp theo là mã số 13. Mã số 13 này có giá là 300 nè, bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Hai cái này đẹp lắm mọi người. Rồi đọc cái thông số trước nha. Vai là khoảng 52, chiều dài của tay là khoảng 58, dài của áo là khoảng 75, anh em khoảng 70 đến 75 kg mặc vừa. Giá của nó là 300. Hai cái này là đẹp nha mọi người. 300.000 bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Anh em nào mua hai cái này là đẹp lắm. Đó, hiệu nè. Túi nè. Túi hai từng túi luôn. Đây cái túi, đây túi nữa. Rồi đây cũng vậy, hai bên. Chỗ này có dây kéo, còn phía dưới này nó không có dây kéo. Cái áo này mà mình mặc vừa là mình lấy mình mặc luôn mọi người. Túi rất là đã. Đó, trên nút là nó có hiệu luôn nha. Có hiệu luôn. Ở chỗ này thì nó gắn cái nón vô, nhưng mà cái áo này người ta bỏ cái nón rồi. Mấy cái nút để gắn nón. Nhưng mà xài áo thì cũng không có nón làm gì mọi người. Bên trong cũng có túi luôn nè mọi người. Túi có dây kéo nè.
Đó. Rồi bên đây có một cái túi không có dây kéo nữa, hiệu ở trong đây. Cái áo này còn cực kỳ đẹp luôn, về anh em giặt lại còn cực kỳ đẹp mọi người. Áo này chắc Hàn Quốc sản xuất ít. Để size XL đẹp lắm. Cái áo này là anh em về là ưng liền. Mà một cặp này 300 quá rẻ nha mọi người. Riêng cái áo đó là có thể bán 250 ngàn đó, áo đó. Đây. Hai cái áo này là vừa có thể khoác đi nắng được, vừa làm áo gió là cũng được luôn. Dây thun còn rất là tốt luôn. Hai túi hai bên, vừa có dây kéo mà vừa có nút gài luôn nha. Ở trên đây thì nó hơi cứng chút xíu, anh em kéo thì khi mà xài đừng có kéo lên sát ở trên quá nha. Sát trên quá cái nó hơi khó kéo, tại lâu ngày không xài nó rít. Rồi bên trong là cái áo này có túi này mọi người, chỗ này có túi. Chỗ này nó có cái dây để mình thắt eo lại. Không thì mình không thắt eo thì về mình rút cọng dây ra để mình văng mùng được cũng được nha mọi người. Đó, hai cái túi ngoài với có cái túi ở bên trong nữa. Mấy áo mà có túi bên trong thì tiện để mình đi xa mà đựng tiền đủ cũng được mọi người. Hoặc đựng điện thoại được cũng được. Rồi qua mã nha. Nó một cặp đó là giá 300, mã nó là mã số 13, giá 300 bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Tiếp theo là mã số 14, mã số 14 này cũng là một cặp nè. Giá 220.000 bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Vai 54 nè, tay dài khoảng 59, chiều dài của áo khoảng 70, anh em khoảng 85 đến 90 kg mặc vừa, giá 220.000. Nhớ đo nha, anh em nhớ đo nha. Đo coi cái áo như thế nào. Khoảng tầm 85 đến 90 kg mặc vừa. À, cái áo này thì dạng áo thun mà thun nó làm cũng đẹp nhưng mà thun nó làm kiểu như vải vậy. Hai cái túi hai bên, nó không có làm túi phía dưới mà nó làm hai bên túi ở đây, nó có nút gài nè mọi người. Túi này thì làm túi nhỏ chứ không có to. Hiệu nó nằm đây, hiệu Botani. Botani mà nhìn vô tưởng bó tay không, sản xuất tại Trung Quốc nha, để size XL, sản xuất tại Trung Quốc. Áo này thì nó hạn chế túi nha mọi người, nó hai cái túi hai bên nhỏ chứ không có to nè. Áo này thì hình thức còn cũng khá là đẹp, ở dưới đây có nút luôn, gài giống như là áo tay dài vậy đó, đẹp nha. Còn cái thứ hai, cái thứ hai thì đây thun đồ còn cũng được nha mọi người, khá là ok. Hai bên hai cái túi thì nó có dây kéo nha, có dây kéo, hiệu nằm đây. Bên trong, bên trong không có túi nha mọi người, bên trong làm lớp lưới, lớp lưới để cho mình nó thoáng mọi người, nó thoáng, nó chống nực. Rồi qua mã nha mọi người, mã này là mã số 14 nha, 14 giá 220.000 một cặp nha mọi người. 14 giá 220 một cặp bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Tiếp theo là mã số 15 nha mọi người, mã 15 giá 260.000 bao phí vận chuyển cho anh em luôn. 260.000 nha, bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Một cặp nha. Một cặp to đùng. Anh em khoảng 90 kg mặc vừa nè, vai 58 nè. Vai 58, tay dài 62, chiều dài của áo khoảng tầm 70, anh em khoảng 90 kg mặc vừa nè. Ký là chỉ đón thôi nha mọi người, anh em nhớ là phải đo xem cái áo của mình nó như thế nào nha. Mình đang mặc á, áo này thì mặc chống lạnh là ngon lành nè, nó dày nha mọi người. Nó dày, chống lạnh được. Đó. Chỗ này nó có cái miếng dán nè, để mình cái tay mà nó có rộng quá thì mình kéo vô. Còn tay mà to quá thì mình nâng ra. Dưới đây có hai cái túi. Hai túi hai bên mọi người. Còn trên đây thì nó làm cái gì nữa. Có miếng dán nè, rồi cái túi phía trên này nữa.
Đó, có cái túi phía trên nữa nè, là bên ngoài là mỗi bên là hai túi, hai bên là bốn túi. Đó, túi có nắp nè, rồi nó có miếng dán để dán lại. Túi trên này có thể đựng điện thoại được mọi người. Hai cái túi trên này có thể đựng điện thoại được. Hiệu nè mọi người, áo này đã lắm nha, 4 mình lợi. Để mình xem bên trong có túi luôn nha. Đó, bên trong túi có thể mình đi xa mình đựng tiền đồ mình bỏ vô đây cũng được mọi người, hoặc là mình để cái điện thoại vô đây cũng được để chống bị móc túi, tiện lắm nha. Về anh em giặt lại là ngâm miếng cơm pho là xài ngon lành luôn. Cái áo này thì chống lạnh là ngon lành nha, vừa có dây kéo mà vừa có nút gài luôn. Hiệu nó phía sau luôn nè, máy này là hiệu thương hiệu lớn mọi người. Nó có cái nón luôn, cái nón là nó nhét vô đây nè, rồi nó dán lên. Qua mã một cái nha, còn cái thứ hai nè. Cái thứ hai này thì hình thức còn rất là đẹp luôn. Áo này vừa có thể chống lạnh, vừa có thể làm áo khoác nắng được, tại vì nó mỏng, độ dày nó tương đối chứ nó không có dày lắm. Áo này thì hình thức còn khá là đẹp. Vai 58 nè, tay dài 63, chiều dài của áo khoảng 73, anh em cũng khoảng tầm 90 kg mặc vừa thì nó trùng cặp với cái kia đó. Hình thức nó còn đẹp lắm. Hai bên có hai cái túi nha, rồi để mình kéo ra bên trong. Bên trong thì cái này nó làm cái dạng này thì chắc không có túi đâu. Ồ có luôn nè mọi người. Ở đây có cái túi luôn. Đó, lót rất là đẹp luôn. Mã này anh em nào mà mặc vừa là ngon nè, cái này đẹp lắm. À, đẹp lắm nha mọi người. Không phát hiện cái này nó đẹp cái gì, nhưng mà lỡ công bố giá rồi bán cho anh em luôn. Cái này nó còn đẹp lắm nha. Bên trong có túi luôn. Rồi mã 15 chỉ có 260 ngàn thôi nha mọi người, bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Rồi cái áo này bán lẻ là 200 ngàn. Áo này đẹp lắm. Rồi tiếp theo là mã số 16. Mã số 16, cái áo này mỏng nè, 150 ngàn, bao phí vận chuyển nha anh em luôn. Làm áo khoác nắng là ngon lành. Mã 16 thì vai nó là 45 nè, chiều dài của tay khoảng 57, chiều dài của áo khoảng 64, anh em khoảng tầm 55 kg mặc vừa. Áo này nam nữ thì mặc được nha. Giá 150 nha mọi người, một cái nha, 150 ngàn, bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Hình thức thì nó còn đẹp. Áo dạng thể thao, mặc áo khoác nắng, bây giờ nắng dữ lắm rồi, nó mỏng nè, làm áo khoác nắng là ngon lành. Hết hai bên cái nón nè, mình có thể rút lại được, còn đẹp lắm. Áo này còn đẹp, hình thức còn rất đẹp luôn. 150 mà bao phí vận chuyển luôn. Đây cái hiệu nó anh em nhìn nó còn mới cáo luôn. Bên trong thì nó không có túi nha mọi người. Cái áo này nó làm rất là đơn giản, chỉ hai túi hai bên thôi, làm áo khoác chống nắng là ngon lành. Bên trong làm dạng lưới nữa. Rồi đang like mà nó bị cúp điện nha mọi người. Áo này là rồi qua mãi nha, áo còn đẹp lắm, làm chống nắng là ngon lành luôn. Đó, khoảng tầm 55 kg là mặc ngon, nam nữ gì mặc cũng được nha. Nếu ấm ấm là 60 kg mặc cũng được luôn. Giá của nó là 150 ngàn, bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Áo còn đẹp lắm. Vụ cúp điện này thì mấy năm nay nó cứ vậy hoài đó mà không có nói được. Cái gì mà của độc quyền của nhà nước là không có nói được mà. Cúp mà phải chi cúp hết đâu, cúp có mấy cái nhà khoảng chừng đoạn đường 500m mà năm này qua năm nọ. Mà nhiều khi nói còn bị chữ nữa. Tiếp theo mã số 17. Mã số 17 nè, vai 47, tay dài khoảng 53, chiều dài của áo khoảng 67. Anh em khoảng tầm 68 kg mặc, 58 kg mặc vừa nha mọi người, 58 kg chứ không phải 68 kg nha. 58 kg mặc vừa. Giá 170 ngàn. Anh em nhớ đo nha, cái ký mình ghi nó hay tầm bậy lắm. Nhớ đo nhất là cái vai á. Năm tám sáu chục ký mà cũng được mọi người. Để mình đo lại cho coi nó chính xác không. Thì cái áo này thì nói chung là tùy cái chiều dài của anh em thôi. Anh em thôi đo cái vai nè. Nhiều khi 65 kg mà cũng vừa nữa. Cái áo này á, khoảng 65 kg mà cũng vừa mọi người. 60 đến 65 kg. Còn đẹp lắm. Áo này còn cực kỳ đẹp luôn mọi người. Giá chỉ có 170 ngàn. Đẹp lắm.
vừa làm chống nắng được, vừa có thể làm áo áo lạnh được nha. Hai cái hai bên hiệu của nó đi nguyên cái viền nè, dưới giống như con chó vậy mọi người. Dog nè, là con chó, đi nguyên cái viền dưới rất là đẹp. Hiệu trên đây nữa, đó, làm bên ngoài giống như vải dù, bên trong là một lớp vải nỉ nữa. Trong thì không có túi đâu, cái dạng này làm không có túi đâu. Này cũng mới cáo luôn nè, tem còn mới cáo luôn, để size M mọi người. Vai nó 47, chắc này em khoảng tầm 65kg mặc được. Đẹp, áo đẹp nha. Giá chỉ có 170.000 thôi. Áo đẹp lắm. À, giá 170.000, bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Rồi, tiếp theo. Tiếp theo cái áo này giá 180.000 nè. Vai 55, chiều dài của áo, chiều dài của tay là khoảng 62, dài áo là khoảng 80. Anh em khoảng 90kg mặc vừa nè, giá 180.000. Cái áo này chất liệu nó giống như là da lộn mà không phải, mọi người, dễ nhung cũng không phải nữa. Chất liệu nó gờ vô đã lắm. Và áo này là áo là thương hiệu lớn nè mọi người. Áo này anh em mua về mặc ngon lành, anh em nào mà to to con là mặc bao đẹp luôn mọi người. Chất liệu nó đã lắm. Vải lót bên trong nè. Hai cái túi là nó có nút gài nha. Hai cái túi hai bên có nút gài, ở trên đây có dây kéo nữa. Rồi ở dưới đây cũng có nút gài nè. Bên đây áo này hình thức còn rất là đẹp luôn. Cái dây kéo ở đây nè, nó hình như là nó còn một khúc nối dài nữa vậy. Nhưng mà sao nó ngắn ngủng à? Chắc nó mất khúc cái gì? Đây. Đúng rồi, nó mất cái khúc này nè mọi người. Chứ cái hiệu này thì thương hiệu lớn nè, thương hiệu Melka nè. Đó, mà mình vẫn cầm còn cầm kéo bình thường nha, còn cầm kéo bình thường. Bên trong còn đã lắm. À. Túi có gì kéo nè. Có nút gài luôn nè. Ở cái áo này anh em nào mà mua được là ngon lành luôn mọi người, giá rất là rẻ luôn. Melka thương hiệu xịn luôn anh em nào. Cái này mà rơi vào những anh em mà bán hàng hiệu, anh em mua áo này chắc 400-500 ngàn mọi người. Giá 180 ngàn, quá rẻ luôn. Bên trong làm rất là đẹp luôn nha mọi người. Đó, làm gì thoáng khí nè. Cái chất vải này đã lắm. Nếu anh em mua cái áo này mà giá chỉ có 180 ngàn là rất đáng đồng tiền bát gạo luôn mọi người. Rồi qua mãi nha, chỗ này cái nút nó hơi ấy này, về anh em có thể đơm lại hoặc là bỏ luôn cũng được nữa. Cái nút bên ngoài thì còn, nút bên trong thì nó hơi xích chỉ đó. Và trên cái nút là cũng có cái thương hiệu luôn nha mọi người, có tên thương hiệu Melka luôn á, thương hiệu lớn mà. Rồi qua mãi nha, mã nó là mã số 18 nè. Giá 180 ngàn, quá rẻ luôn. Chỉ có 180 ngàn thôi nha mọi người, khoảng 90kg mặc vừa. Rồi tiếp theo là mã số 19 nha. Mã số 9 bán gì cho nó rẻ nè, 220 ngàn nha mọi người, bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Một cây cắt móng nè, cây này thì anh em nào cũng cần xài nè. Đó, cắt khỏi mượn nha mọi người, khỏi mượn, to đùng. Cắt móng chân móng tay của mình là tự xử hết nha mọi người, mình không có thử nha. Cắt thì ngon lành lắm. Móng tay của mình thì nó to cho nên là mua cây này cắt là thoải mái, khỏi phải mượn, khỏi phải bị la nha mọi người. Này là để mình khử sình, khử đất đồ trong móng tay móng chân nè. Còn cái này là cắt xong rồi mình dũa nè, nó hai mặt luôn, bên mịn và bên hơi thô, nó hai mặt luôn đều dũa được hết nha. Cây này rất là đã luôn, tiện dụng. Mình đầu tư cho mình cây để mình khỏi phải mượn, khỏi phải bị la nha mọi người. Xài xong rồi ship lại gọn, bỏ túi cũng được, hoặc là bỏ trong cặp hoặc cái cặp đi làm của mình á cũng được luôn nha. 220, ngoài ra thì còn có một cây viết nữa nha mọi người. Đó, viết này bằng đồng, anh em xài lâu ngày thì mình đánh lên, lấy cái nói chung là lấy mấy cái chất tẩy đó, mọi người, đánh lên chanh tẩy cũng được, là nó sáng trưng à. Hoặc là mấy cái chất tẩy nhà bếp á, tẩy nhà bếp cũng được.
tẩy nó cũng sáng nữa, hoặc là mình lấy cái cana tẩy cũng ngon nữa. Bên trong thì nó có cái ngồi sẵn này nha mọi người, trong có cái ngồi sẵn này à, vẫn còn ga mực, vẫn còn ga mực nha. Còn thay ngồi thì anh em dặn phía trên, nó làm giống như cái đốt tre đó. Hiện tại thì nó xuống màu nè, về mình đánh lại, để lâu ngày là nó tự xuống màu, về mình đánh lại mọi người à, thay ngồi thì đây. Ngoài ra còn kèm cho anh em hai, tặng cho anh em hai cái ngồi này nè. Hai ngồi này thì nó dài hơn cái ngồi gốc trong đây chút xíu, thì khi mình xài mình có thể cắt, không cắt cũng được nữa, mình có thể cắt bỏ chút xíu à, cắt bỏ khoảng ly là được rồi. Còn không thì mình để vô mình dặn cái nắp thì nó hơi, cái ngồi nó hơi cong chút, nó vẫn bình thường, nó hơi cong chút xíu thôi. Này thì dễ xử lý mà, dễ xử lý nha mọi người. Đó, một cái viết, tặng kèm hai cái ngồi cho anh em luôn, với lại một cái cắt móng, giá 220 ngàn. Đó, giá quá rẻ, quá rẻ. Cái viết này mà lúc mà nó mới ra, mới ra bán một cây là 200, mọi người mà bán anh em mua dữ lắm luôn, mà bây giờ quá bèo luôn. Cây gắt bóng với cây viết chỉ có 220 ngàn thôi nha, bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Tiếp theo là mã số 20. Mã số 20 là hai cái đầu dây nịt, giá 120 ngàn, bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Đầu dây nịt này thì nó xài cộng dây nịt mà có đường ray xe lửa mọi người. Có đường ray xe lửa. Bản 3 phân rưỡi là đúc vô đây vừa nè. Bản 3 phân rưỡi nha mọi người, dây nịch bản 3 phân rưỡi là đúc vô đây xài vừa. Để em đo cho anh em xem nè. Nè, 35,3 nè, là 3 phân rưỡi mọi người. 3 phân rưỡi là đúc vô đây ngon. Và này nó xịn sò lắm chứ không phải là nó dởm nha mọi người. Nó dởm là anh em ấy chỗ này nó nghe là cạch chỗ này nè. Đó, gọn này là lò xo đàn hồi khá là tốt. Cái khóa mà nó có cái đường rầy ở phía dưới á, thì anh em nào có xài là nhìn là hiểu liền. Rồi mình xài mà lỡ cái đầu nó có hư á, mua hai cái đầu này 120 ngàn, bao phí vận chuyển cho anh em luôn nha, đã bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Ví dụ anh em mua cái mã 220 đó, anh em mua thêm cái mã này nữa, mã này thêm 120 nữa, mã viết nãy 220, anh em mua thêm mã này 120 nữa để dành là có 340, còn có 301 mọi người, còn có 340 ngàn, quá rẻ. Rồi, mã đó là mã 20 nha, tiếp theo là mã 21. Đây, mã 21 và 22 đồng giá 350 nha mọi người, bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Một cái combo nè, đó, anh em mua về cho nó rẻ, giá 350 nha, bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Đó, bình thường cái hộp quẹt không là mình bán là giá 300, còn hai cái này bán kèm như thế này là 350 ngàn. À, cái hộp quẹt này thì hộp quẹt nó bằng đồng nha mọi người, bằng đồng là cái ruột cũng bằng đồng luôn, mà nó không phải là với bô chính hãng nha, nhưng mà nó xài là có thể là ngon hơn với bô chính hãng luôn rồi, nó cầm cũng khá là tốt nha. Còn cái chỗ này dán tem thì lâu ngày đồng nó bị oxy hóa, về anh em có thể là lấy chanh hoặc là lấy chất tẩy về anh em chà ra, đánh ra là nó sáng chừng lại, đồng nó sáng chừng lại liền. Cái vỏ bằng đồng nè, cái ruột cũng bằng đồng luôn nha mọi người, ruột cũng bằng đồng luôn, chỉ có chỗ này bằng sắt thôi, với chỗ này với bánh xe, còn toàn bộ là nó bằng đồng hết. Đó, đẹp lắm anh em, xài thử đi. Mình bán cái này nhiều lắm mà anh em mua rất là nhiều luôn, còn hai cái này cho nên là bán kèm cái này bán rẻ anh em, hiện tại mình còn có hai cái à. Đó, còn cái độ rơ của cái nắp này nè, là hàng chính hãng hay hàng này gì nó cũng rơ vậy đó, rơ theo cái khả năng cho phép của nhà sản xuất Zippo á. Và người ta kỹ sư người ta cũng đã tính toán hết rồi mọi người, chứ người ta làm cứng thì cái đó là chuyện bình thường, nhưng mà gơ này là cũng là trong cái tính toán của kỹ sư người ta, cho nên là cái chính hãng nhiều khi nó gơ còn nhiều hơn nữa. Còn anh em muốn không gơ á, về á mình lấy cái ruột ra rồi mình để này nè, mình mua cho keo dán sắt mình chế vô rồi để khoảng 1 phút gì đó cho keo nó chết, rồi mình lắc tới lắc lui lát là cái bản lề này nó cứng nhắc luôn, là nó không có bị rơ nữa mọi người. Còn nó có độ rơ thì mình bật ra bật vô lâu ngày thì ở trên đây nó mòn. Đó, tùy theo anh em, về mình tự xử. Còn mình đóng ra mình bóp cái bản lề vô thì nó hơi khó. Cái đó phải có đồ nghề với lại là phải khéo tay, chứ mình đóng khơi khơi là nó gãy cái bản lề luôn. Cho nên là chế keo dán sắt đi là chắc ăn nhất. Keo dán sắt mình đã từng làm rồi, chế vô là nó cứng thừ như ba mự luôn. Xài ngon lắm, mình bán nhiều lắm.
anh em người ta xài rồi, người ta kiếm, người ta mua nữa chứ không phải là không có đâu, cho nên là anh em cứ yên tâm mua xài đi, chứ đừng có ham mua mấy cái chính hãng, nó mắc tiền. Mà xài chính hãng đâu phải nó bằng đồng đâu mọi người, lâu ngày cái nó xuống mèo, nó còn cái này ruột nó cũng bằng đồng luôn, cho nên là xài rất là đã. Giá là cái túi này bằng cái túi đựng nó là bằng da bò thật luôn, bằng da bò thật luôn. Mình đựng vô đây, ở chỗ này nó có cái đồ nè, có thể dắt vô cộng unit cũng được, hoặc là mình để mình bỏ túi cũng được, sao cũng được, dắt vô cộng unit cũng được luôn mọi người. Rồi mã 21 là 350 nha, mã 22 cũng 350 luôn, bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Mã 22 thì cũng tương tự y chang vậy, cái túi thì nó màu nó đậm hơn, mình còn chỉ có hai cái thôi, cho nên là kèm như thế này bán anh em chỉ có 350 thôi, chứ anh em mua mấy chỗ khác thì nó bán hộp quẹt không, nó nói hộp quẹt chính hãng, hộp quẹt xịn đấy mọi người, nó bán là riêng cái này không là 600.000 rồi nè. Còn mình thì hàng có sao mà nói vậy mọi người, nhiều anh em đâu có biết phân biệt Zippo xịn hay Zippo dởm đâu. Zippo mà xịn á là không có cái, lúc nào ở dưới đây nó cũng là khắc cái chữ chìm hết nha mọi người. Còn này là nó chữ laser. Còn Zippo xịn là chữ chìm, nhiều anh em đâu biết phân biệt đâu, không nói anh em đâu biết đâu. Này lá cờ Mỹ phía trên, ở dưới đây là cái con chim địa bàn. Hàng mình bán thì có sao nói vậy mọi người, còn người ta bán nó trộn vài cái Zippo chính hãng vô, rồi nó để mấy cái này vô, mình nhìn là mình biết à. Còn anh em mà chưa từng, nói chung anh em không bán hàng, nhìn vô đâu biết, thấy mấy cái này quá đẹp, quất cái nó bán 600.000 cái, trong khi mình bán luôn cái này luôn, cái bóp đựng luôn có 350, bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Rồi qua mã nha mọi người, tiếp theo là mã 23, 24 và 25 nha mọi người. 23, 24, 25 là nước hoa. 23, 24, 25 đồng giá là 280.000 một cặp nha, 280.000 một cặp. Một chai này là chai lăng cơm nè, nữ. Mấy cái này thì để Paris nhưng mà chắc ăn chăm chăm không phải Paris rồi, nhưng mà quan trọng là hàng nó xài ngon lành trong tầm giá nha mọi người. Chứ mà Paris thì một chai thì nó tiền triệu không mà anh em, cho nên là mình đừng có đòi hỏi cao quá. Cái chai bên trong nó dạng gì nha mọi người, 50ml đó. Mùi thơm thì nó giữ hương đồ, nói chung là khá là ok, phù hợp với giá, xài ngon. Ở nhà mình cũng xài thứ này không à, ngon bổ rẻ nha. Mã 23 giá 280.000 một cặp như thế này, 24 cũng vậy. Cái này là một chai nam một chai nữ nha mọi người, nhưng mà nam nữ gì mình thấy mình cũng xịt láng hết à. Cái này cũng vậy, CK này nam nữ xài được, còn alu này thì nó thiên về nam hơn nè. 24 giá cũng 280 luôn. Mã 25 cũng vậy, giá 280 luôn, chai lăn cơm với lại chai alu. Đó, chỉ còn hiện tại mình còn có 6 chai này thôi nha. Đồng giá 280.000. Anh em thích cái nào thì mình lấy cái đó nha mọi người, có thể lấy luôn 3 mã cũng được luôn nha. 3 mã thì 2 mã là 560 thì còn chỉ có 530 thôi. Rồi qua mã nha mọi người. Rồi tiếp theo là túi là 26, 27 và 28, đồng giá là 220.000 một cái nha mọi người. Mấy cái này thì người ta bán thì tầm 300-350 một cái, có chỗ bán 400 nữa, mình bán chỉ có 220.000 một cái thôi nha. Bao phí vận chuyển cho anh em luôn, anh em có thể lấy hai cái để cho giá nó rẻ. Ví dụ anh em lấy hai cái thì hai cái là 440 thì nó còn có 401 thôi nha mọi người. Tại vì anh em mua từ mã thứ hai trở đi thì được giảm 30.000 đồng. Thì mình lấy một cái giới thiệu sơ cho anh em thôi nha. Mã 26 nè, mấy cái kia nó tương tự, nó chỉ khác màu thôi. Mã này là màu xám chứ không phải màu đen nha mọi người. Nó xám tối thì nó gần như đen, như nó mình nó không phải màu đen thui tù lùi. Chiều cao nó 22 nè, chiều ngang nó khoảng tầm 20, cao 22, ngang 20. Còn mình đựng đồ thì độ rộng nó sẽ rộng ra thêm, nhưng mà hiện tại thì nó khoảng tầm 4.5 á. Bằng da, tất cả bằng da thật hết nha mọi người, có thể mình gọn nè, đi uống cà phê hoặc đi chơi đều cũng được nha. Bên ngoài này có một ngăn đựng điện thoại, nó bằng da hết nha mọi người. Còn ở đây có một ngăn muốn đựng gì đựng, muốn đựng gì đựng. Rồi phía sau này có một ngăn nữa, mới thì nó gít nha mọi người, anh em kéo về một bên rồi anh em xé này ra. Đó, bên trong thì lót vải, xong mình kéo lại. Đó, mới thì nó hơi gít một tí. Rồi ngăn lớn, ngăn lớn thì bên trong có, nó chia ra một ngăn nhỏ ở đây nè, rồi ngăn nhỏ ở đây, rồi một ngăn nhỏ bên đây có dây kéo chỗ này nữa. Ngon lành.
ngon bổ rẻ, bằng da thật luôn, mà chỉ có 220.000 cái thôi nha mọi người, bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Ở đây nó có miếng tép da sẵn cho mình đây, về mình có thể đốt để mình thử nha. Rồi, mã nó là mã số 26 nha mọi người. Giá của nó là 220.000, bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Tiếp theo mã 27 thì nó tương tự nhưng mà nó màu xanh nha mọi người, nó cũng tương tự như cái kia đó mà màu xanh. Nó cũng xanh 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 đen á. Cái này là xám, xám nè, xám đen, còn này màu xanh. Đó, còn này là màu nâu. Màu nâu là mã 28, giá cũng 220 luôn, bao phí vận chuyển cho anh em luôn. 26, 27, 28 đồng giá tùy theo mình thích màu luôn. Còn có điều kiện thì quất luôn ba cái luôn cho nó giá thành cho nó rẻ xuống chút xíu nữa. Rồi tiếp theo là mã số này, mã 29, mình ghi lộn nè, mã 29 nha mọi người. Rồi mã 29 là còn một cái duy nhất, thanh lý cho anh em 180.000 luôn nha. Thanh lý cho anh em 180.000 luôn. À, cái túi này bao tử, có thể đựng đeo trước bụng hoặc là đeo trước ngực đều được hết, để đựng tiền hay đựng điện thoại gì đi chơi cũng được luôn. Nó gọn nha mọi người, chiều ngang khoảng 31 nè. Cao thì nó khoảng 14. Độ rộng thì mình đựng độ rộng ra thêm cũng bằng da bò thật hết nha mọi người. Đây, mình có thể đeo trước bụng nè. Còn nới ra để đeo ngực đeo gì đó tùy theo mình thích thôi nha mọi người. Ở đây nó có một ngăn nè. Để mình đẩy cho nó về bên đây rồi mình kéo ra. À, đây một ngăn vuông để đựng tiền. Bằng da thật hết nha mọi người. Cái này nó mới thì mình nó hơi gích. Về anh em xài từ từ thì nó sẽ ngon lành lại. Hai bên đây nó có hai ngăn nhỏ nữa. Có hai ngăn nhỏ nữa nha mọi người. À, nhỏ này để đựng tiền bí mật. Rồi một ngăn lớn. Đây. Một ngăn lớn, bên trong có ngăn nhỏ có dây kéo nữa nè. Đó, bán đồ đựng tiền cũng được mà đựng điện thoại để đi chơi cũng được luôn. Nó rất là gọn luôn. Rồi, một còn một cái duy nhất thanh lý cho anh em giá 180.000. Bao phí vận chuyển cho anh em luôn nha. Bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Quá rẻ. Tiếp theo mã số 30. 30 này thì lục ra còn sót một combo 5 cái quần nè, 5 cái quần xì. Giá của nó là mã này mã 30 nha mọi người. Ghi lộn một mã cái nó bị lộn hết luôn. Mã này mã 30 nha. Mã 30 này là anh em khoảng tầm 90kg, anh em mặc vừa, khoảng 90kg mặc vừa. Cái lưng mình đo là được 38 nè. Lưng đo thì chảy ra nha mọi người, chảy ra để đo. Giá 180.000, anh em khoảng tầm 90kg mặc vừa. Còn sót lại 5 cái nè. Còn cái chỗ bán thì không biết nó còn hay không. 1, 2, 3, 4, 5 cái nha mọi người nè. 1, 2, 3, 4, 5. Lưng thì mình đo vậy nè, để ra từ đây qua đây 38 nè, khoảng tầm 90kg mặc vừa. Này mặc rất là mát luôn. Đó, mình 100kg mình mặc cũng được luôn nè. Đó, nó có bọc đựng luôn nè, đẹp nha. Cái này mình bán nhiều lắm rồi, hôm trước là anh em hỏi nhiều lắm nhưng mà nói hết rồi, bây giờ lục ra nó còn sót 5 cái nè. Anh em kêu mình đi hỏi quá trời mà lâu quá mình cũng quên, mà không biết nó còn không. Hình như là nó còn size to này không à, để 3XL, còn size khủng bố này không, còn mấy size nhỏ thì anh em hỏi nhiều lắm rồi, mà nó hết. Giá này chỉ có 180.000 thôi nha, 5 cái dành cho anh em siêu to khổng lồ mà bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Tiếp theo là cái bao bao da của thằng iPad Air nè. Đó, một cặp gì nè mọi người, một cặp thanh lý cho anh em 150.000 nha, bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Một cặp 150.000, bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Cái này thì nó có lỗi do ta để lâu quá chứ nó chưa có xài đâu. Anh em nào hiện tại mà còn xài iPad Air thì mình mua về nha, 150.000. Nó còn đẹp hết á, nhưng mà nó lỗi là lỗi ở phía dưới này nè, về anh em cắt bỏ cũng được đúng không mọi người. Cái lớp phủ này nè, lâu ngày cái nó bị hoại á. Rồi cái nó cái này nè, mình có thể cắt cái này bỏ, cái này nó cũng không ảnh hưởng gì hết trơn, có thể cắt bỏ cũng được luôn nha. Còn mấy xung quanh lót vải này thì ngon lành đó, nó chỉ bị cái mặt dưới của cái này thôi là nó bị thôi, còn xung quanh là nó còn đẹp hết nha mọi người. Giờ mình có thể cắt bỏ hai cái, nó đều bị hết. Thanh lý cho anh em 150.000 một cặp luôn, mà bao phí vận chuyển cho anh em luôn.
hai cái chỉ có 150.000 thôi, bao phí vận chuyển cho anh em luôn nha. Mã này là mã số 31 đó. Này để iPad Air mọi người, iPad Air quên đo chiều ngang thì nó khoảng nè, để em đo thử đi là nó khoảng 18.5 á. Khoảng 18.5, còn chiều dài thì nó khoảng tầm 25.5 mọi người. Chiều dài nó khoảng 25 đến 25.5, tại vì để vô cái hộp thì nó hơi khó. Cái này nó có mắt camera nè. Và một cặp này là giá 150.000, bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Mã này là mã số 31 nha mọi người. Bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Tiếp theo là mã cái đôi giày này là mã số 32. Đôi giày mã số 32 giá 100k nha mọi người, 100k, giày đã qua sử dụng. Giày này thì anh em size chắc khoảng tầm 42 mặc vừa, mang vừa, nhưng mà mình phải nhỏ nhỏ con nha mọi người. Nhỏ nhỏ con mang mới vừa nha. Không phải nhỏ con mà là cái chân nó ốm á, chứ size là khoảng 42 là mang vừa. Hiệu Nike nè. Hiệu Nike nè, để lát mình coi coi bên trong nó để cái size là bao nhiêu, chiều dài của nó là mình đo theo cái độ cong luôn nha. Đo độ cong luôn nó khoảng 31 á, là đo cong theo nó luôn. Ví dụ mình bẻ lên thẳng thì chắc nó khoảng tầm 30 á. Bằng chân ấm chút xíu mà dài là mang vừa. Bên trong này nó còn để nè, để mình coi coi. Size EU là 43 nè mọi người. Size EU 43, vậy là size này 43 mang vừa mà bằng chân phải ấm chút xíu. Ở đây nó còn cái miếng tem luôn nè. Cái này thì chắc đã có xài rồi á, nhưng mà sao mà bên trong cái miếng tem nó dán vẫn còn luôn. Hai chiếc đều còn hết nha mọi người, đã qua sử dụng rồi. Tại vì ở cái miếng lót ở dưới nó chốc nè. Mua về để đi tập thể dục cũng được nha. Đi tập thể dục cũng được. Giá 100.000 nha mọi người, bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Rồi, hôm nay có tổng số là 32 món nha, giới thiệu đến anh em. Anh em thấy món hàng nào phù hợp với nhu cầu sử dụng, sở thích, sưu tầm thì liên hệ đặt hàng qua số điện thoại là 0988190303, mình tên được ở An Giang. Anh em đặt hàng thì lưu ý xem nghe suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định chốt hàng, và khi quyết định chốt hàng rồi thì chịu trách nhiệm với quyết định của mình. Anh em xem nghe suy nghĩ con món hàng này như thế nào, xuất xứ từ đâu, công dụng ra sao, có phù hợp với nhu cầu sử dụng, sở thích, sưu tầm của mình hay không, phù hợp với túi tiền của mình hay không, rồi anh em hãy liên hệ đặt hàng nha. Đừng có gấp nha mọi người. Chân thành cảm ơn anh em rất là nhiều trong thời gian qua đã yêu quý và ủng hộ kênh của mình, ủng hộ hàng hóa của mình. Hy vọng rằng trong thời gian tới thì anh em tiếp tục ủng hộ để mình sưu tầm những món hàng ngon bổ rẻ về phục vụ cho anh em nha. Một lần nữa thì chân thành cảm ơn anh em rất là nhiều. Anh em xem video thì nhớ nhấn like và chia sẻ để ủng hộ kênh và video của mình nhiều người biết đến nha mọi người. Một lần nữa thì chân thành cảm ơn anh em rất là nhiều. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video tiếp theo nha.